Chào các bạn đến với kênh Đạo Tin Lành để lắng nghe sứ điệp của Chúa qua các bài giảng của các mục sư, các bài thánh ca, các bài làm chứng nói về Chúa yêu nhân loại. Ngày hôm nay chúng ta học với chủ đề đó là vì yêu, quý vị. Vì yêu. Ở trước thềm Hội Thánh chuẩn bị tổ chức lễ thương khó vào ngày thứ năm, đúng không ạ? Tối thứ năm 19 giờ. Chúng ta lưu ý để chúng ta dự lễ tiên thương khó ở tại nơi đây. Lễ thương khó để nhắc chúng ta điều gì ạ? Quý vị ơi, Chúa Ngài yêu chúng ta, Ngài không nói bằng lời không, nhưng mà Ngài cũng hành động nữa. Đức Chúa Cha vì yêu thế gian, Ngài làm gì ạ? Ngài ban con một của Ngài. Đức Chúa Con vì yêu thế gian, Ngài làm gì ạ? Ngài chết trên thập tự giá. Và Ngài nói rằng, Chúa lời Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ngài yêu những người thuộc về Ngài, thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Amen con Hội Thánh. Đó là yêu và hành động, quý vị. Bây giờ tôi hỏi một câu rất là đơn giản nhưng mà hơi nguy hiểm đấy. Tôi hỏi quý vị có yêu Chúa hay không? Ai đã yêu Chúa đưa tay tôi xem nè. Gan nha. Có ai mà không đưa tay không? Đại gia không đưa tay là chưa yêu Chúa hả? Quý vị, chúng ta yêu Chúa như thế nào? Chúng ta có làm như Chúa yêu chúng ta hay là không? Chúng ta lấy hình ảnh một người yêu thật ở trong đời sống mình. Khi mà chúng ta yêu ai, chúng ta làm gì ạ? Chúng ta yêu người nào thì chúng ta sẽ sống cho người đó. Mà nếu chúng ta vắng người đó, chúng ta sẽ nhớ nhung, khao khát để gặp. Chúng ta có như vậy hay là không đối với Chúa? Cho nên câu hỏi hết sức là đơn giản, nhưng mà không đơn giản chút nào. Chúng ta nói ta yêu Chúa mỗi ngày, Chúa ơi con yêu Ngài, nhưng mà cái cách chúng ta sống có giống yêu Chúa hay là không? Đây không phải là câu hỏi cho Hội Thánh, mà tôi cũng phải hỏi câu hỏi này nữa. Tôi làm bao nhiêu việc đó cho Hội Thánh, nhưng mà tôi còn tra xét lại, Lâm ơi con có yêu Chúa hay là không? Vì yêu phải kèm theo hành động, quý vị. Chớ yêu bằng gì ạ? Hãy yêu bằng hành động, quý vị. Tại sao chúng ta yêu Chúa? Tại sao chúng ta yêu Chúa? Rất đơn giản, quý vị. Vì Chúa yêu chúng ta trước. Amen các bạn. Tại sao chúng ta yêu Chúa? Vì Ngài yêu chúng ta trước. Ngài yêu chúng ta lúc nào ạ? Lúc chúng ta sạch sẽ, lúc chúng ta tốt đẹp, lúc chúng ta đã sống thánh thiện, hay là lúc nào ạ? Amen. Quý vị ơi, Kinh Thánh nói rằng khi mà chúng ta còn ở trong tội lỗi thì Chúa đến kỳ hạn, Ngài đã đến và yêu chúng ta bằng cái chết. Ta hành động thật của Ngài là Ngài chịu đau đớn trên cây thập tự. Quý vị, tôi là con người không đơn giản đâu quý vị. Tôi là một người vô tính, tôi là người hung bạo. Vì đời cho tôi những cái trải nghiệm, khi tôi ra đời tôi không có ai bảo vệ hết. Từ nhỏ tự hình thành lên một cái hung bạo, một cái tự bảo vệ mình. Cho nên có một cái gì đó nó đặc biệt. Nhưng mà khi Chúa đụng chạm với tôi, tình yêu của Chúa đã làm tôi tan vỡ rồi. Tôi không còn như cũ nữa quý vị. Mỗi lần hát đến thập tự giá là tôi phải kìm nước mắt đấy. Quý vị ơi, tôi từ khi mà tôi gặp Chúa, từ một người vô tính, tôi hành động. Chứ tôi không phải yêu Chúa bằng lời nói đâu quý vị. Tôi hành động cho Chúa bất kể tôi là ở trong hoàn cảnh nào quý vị. Có nhà không có nhà, hôn nhân còn hay tan rã, và nan đề nó như cái đi nữa, tôi vẫn yêu Chúa bằng hành động. Amen không ạ? Amen không ạ? Qua bài học này, chính tôi và quý ông bà chị em hãy yêu Chúa bằng hành động được không ạ? Chứ đừng có mỗi kỳ thương khó là Chúa chết thay, Chúa chết thay tội con, Chúa chết thay tội con. Nhưng mà chúng ta không có kinh nghiệm một chút xíu nào tình yêu của Chúa hết quý vị. Tôi nói quý vị một điều nè, năng quyền của Chúa nếu mà không có tình yêu của Chúa không bao giờ khai phóng ra trên đời sống của mình. Amen không Hội Thánh? Amen không ạ? Với những người thích là
những cái ân tứ Thánh Linh đặt tay chữa lành. Quý vị ơi, hội thánh cần điều đó lắm. Nhưng mà người đó không có tình yêu của Chúa, một thời gian sẽ biến mất. Nhưng mà người nào có tình yêu của Chúa, kinh nghiệm được Chúa yêu mình, Chúa chết thay cho mình, nắm lấy cái tình yêu, mặc lấy tình yêu của Chúa, chúng ta sống bởi tình yêu của Chúa, không sớm thì muộn, quý vị sẽ có năng quyền của Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Không cần gì hết quý vị, chỉ cần hiểu được tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ thấy phép lạ Chúa làm qua đời sống của chúng ta. Chứ giờ chúng ta có những, bởi vì chúng ta sống, mà chúng ta sống bởi lời dạy của Chúa là chúng ta yêu và chúng ta ban ra, đó có những lúc chúng ta bị lừa lọc nữa. Quý vị có bị lừa lọc không? Ai đã từng bị lừa lọc đưa tay tôi xem này. Giống như dắt chanh bỏ vỏ. Tôi kể chuyện nhỏ này quý vị, đừng có la nha. Vui lắm đó. Vì có một người nghiện ngập, một người nghiện nặng, đến nỗi phải nằm trong bệnh viện tâm thần đó quý vị, mấy tháng. Khi gia đình cầu cứu đến tôi, thì tôi dùng tình yêu thương đem về, rước về. Quý vị, một ngày, hai ngày, không quá một tuần, người này được Chúa giải cứu hoàn toàn quý vị. Theo như người ta thì nếu mà ma túy đá nặng đến nỗi nằm bệnh viện tâm thần mấy tháng thì không làm được gì đâu quý vị. Nhưng mà điều lạ lùng, Chúa thương xót, người này được phục hồi tâm trí, tâm linh, và kể cả cái thân xác cũng được phục hồi nữa. Tôi nói bây giờ con cầm thử cái máy khò đi, thợ sửa điện thoại đó quý vị, máy khò là làm cho nó nóng cháy, được hay là không? Khi cầm được, thầy trò vui quá, mừng quá, tạ ơn Chúa, Ngài vẫn còn thương xót. Quý vị, khi mà Chúa chữa lành người này, lúc đó tôi ở trên mây á quý vị, không phải tôi tự bay trên mây, nhưng người ta đưa tôi trên mây đấy. Người ta dùng đủ từ mỹ miều nhất để dành tặng cho tôi. Người ta nói rằng trên thế giới này không có ai mà có quyền năng bằng ông Lâm hết. Ghê chưa? Rồi chồng thì tặng cho tôi một cái iPad, cái gì? Cái MacBook. Wow, đã không? Mắc bước rồi. Tôi với vợ tôi mừng quá, khoe với nhau, tạ ơn Chúa. Chúa thật là tuyệt vời, Chúa biết cái nhu cầu của anh hết đó mà. Nhà tôi thì wow lắm rồi, em cầu nguyện cho anh đó. Hai vợ chồng khoe với nhau vì ơn Chúa ban cho. Tôi nói là đúng lúc mà tôi cần nhất lại có cái mắc bút. Chúa thật là tuyệt vời. Quý vị, niềm vui chưa trọn vẹn thì người này ra ngoài để làm, để giúp cơm cho vợ. Sẵn đó cũng lấy lại cái máy luôn. Quý vị chưa đủ nữa, người vợ nói, chú ơi, thầy ơi, tôi cầu nguyện rất là kỹ rồi, cây đàn mà piano chỉ cái chỗ này là xứng đáng. Chúa cho tôi có một cái khải tượng, dân chỗ này sẽ được phước. Tới lúc nó ra đi, nó cũng lấy theo cây đàn piano, lấy lời ráo quý vị. Trong lúc mà tôi không hiểu tại sao, tôi cứ nghĩ rằng Chúa đem đến kịp lúc. Quý vị có bị như vậy không ạ? Có những lúc chúng ta tưởng rằng Chúa giải cứu, Chúa đem phần thưởng rồi, nhưng mà không phải. Chúa dẹp qua một bên, chúng ta khóc lóc. Quý vị ơi, đằng sau đó mới thật sự là phần thưởng gấp 100 lần Chúa chờ mình. Amen không hồi đánh. Quý vị, cho dầu chúng ta bị lừa lọc, cho dầu chúng ta bị dắt chanh bỏ vỏ, cho dầu đi qua cầu rút gián kệ họ, nguyện chúng ta sống tiếp tục trong tình yêu thương, chúng ta ban tình yêu ra, chúng ta vẫn được phước. Đó là điều mà tôi đã kinh nghiệm được quý vị. Có những lúc chúng ta nghĩ là quê độ, ở trong lúc đó Chúa sẽ thấy tấm lòng chúng ta như thế nào. Có những người yếu đuối là chú ơi, Ngài không có linh nghiệm gì hết, Ngài làm cho con hụt hẫng, Ngài làm cho con bị lừa dối này nọ. Những người yếu đuối thì nói, tại sao con sống cho Chúa mà Chúa không thưởng cho con, Chúa không có quyền năng gì hết. Người ta sẽ thối lui quý vị, coi chừng hiểu nhầm đấy. Mỗi một lần thử thách, mỗi lần chúng ta mất mát, vì cớ chúng ta ban ra, chúng ta sống đúng như ý Chúa, đằng sau đó luôn luôn phước gấp trăm lần rồi quý vị. Amen. Nhỏ chứ à. Cái người mà đứng nói quý vị là đã từng trải rất là nhiều rồi quý vị.
cưu mang những người rất là cực khổ, nhưng mà cuối cùng người đó không có ban ơn mình trở lại đâu. Người đó không có trả ơn đâu. Nhưng mà Chúa không bao giờ để chúng ta bị thiệt thòi. Chúa sẽ dùng ai đó để trả ơn mình. Quý vị hiểu không ạ? Dấu hiệu của một người yêu Chúa là như thế nào? Dấu hiệu của một người yêu Chúa đó là tất cả những gì chúng ta nghĩ đến Chúa đầu tiên hết. Thứ tự ưu tiên vẫn là Chúa. Có những người học Kinh Thánh rồi nhưng mà áp dụng hơi sai một tí. Học đúng bài bản quý vị. Thứ nhất là Chúa, thứ hai là gia đình. Đúng không ạ? Thứ ba mới tới công việc Chúa. Thế thì họ cứ ghìm vô thứ hai là gia đình. Gia đình chỉ là dưới Chúa thôi. Ai đụng tới gia đình không được. Gia đình phải là số một. Công việc Chúa là số tám hay số mấy đó không biết. Quý vị ơi, hãy hiểu kỹ cái thứ tự ưu tiên. Có một lần nhà tôi, quý vị biết tôi lấy nhầm bà cụ non không? Quý vị hay chỗ đó không? Tin xét đánh không? Lấy đâu không lấy, chờ bao nhiêu năm lấy nhầm bà cụ non. Quý vị, ngày mai chúng tôi lên xe qua, chúng tôi chả yêu là gì hết. Không biết là yêu thương gì hết. Nhưng mà thầy ơi, nếu hai người đi chung một cánh đồng như vậy, nếu mà được lấy nhau đi. Ok, lấy nhau. Thầy ơi, cho 2 năm nữa. Sau một lần đó thầy Bủ nằm bệnh viện tới thăm ông. Nếu mà hai người lấy sớm được càng tốt, càng có lợi cho chức vụ hội thánh thì lấy nhau đi. Dạ thầy, lấy nhau. Không phải lấy vợ đổ thừa thầy nha. Nhưng mà có một điều quý vị, khi kết hôn rồi chúng ta phải yêu. Có những lúc tôi ngồi dậy, cái người này gọi là bà cụ non bây giờ lại nằm chung với mình rồi, quá nguy hiểm đi. Cái người mà được mệnh danh bà cụ non không đơn giản chút nào đâu quý vị. Thế thì tôi phải lấy tình yêu của Chúa, tình yêu mà Chúa đã mặc cho tôi để tôi sống với bà cụ non này. Trong một thời gian tôi mới yêu được bà cụ non, nhưng mà có những điều mà chúng ta thấy bà cụ non cũng rất là đáng yêu đấy. Ai mà đụng tới tôi sẽ mét vợ tôi đấy. Quý vị ơi, tôi sẽ dùng tình yêu, mặc dầu có những điều mà tôi phải dùng chính đời sống của tôi để điều chỉnh lại bà cụ non này. Có những lúc bà cụ non hiểu nhầm, có một mối quan hệ không tốt với cấp trên, bà cụ non này gào lên mỗi ngày, em không chịu được, em không chịu được. Lúc đó tôi cũng giống như là đi theo phe vậy đó. Đang giống như là mình chung một phe, để cho cô dịu bớt cái cơn nóng nảy này lên. Bà cụ non này phải gác kiếm vô rồi mình hãy nói chuyện. Vì tôi nói một câu à, em à, phải sống theo anh đi. Hãy sống tình yêu mặc dầu đi. Cái người đó mà mình yêu không được thì làm sao mình yêu Chúa? Cái người đó mà mình yêu không được, làm sao mình yêu nhân sự mình được? Tôi nói với em một câu nè. Giữa người đó với em, nếu mà em không vâng lời, anh sẽ không chọn em. Quý vị ghê. Đối với bà cụ non phải vậy đó. Quý vị, bà cụ non bắt đầu mới tan chảy. Mới tan chảy thật. Tôi sẵn sàng đánh mất hôn nhân nếu người đó không kính sợ Chúa. Amen, con hỏi thánh. Và chính tôi sống như vậy là tôi cứu vợ tôi đó. Từ đó bà cụ non không còn lầm bầm về cái mối quan hệ đó nữa. Vì coi khi chúng ta xuôi theo những cái điều xác thịt là chúng ta mất vợ chúng ta đấy. Amen, con hỏi thánh. Có những điều chúng ta sống. Thứ nhất, nếu mà chúng ta yêu Chúa thì chúng ta phải sống cho Chúa. Sống cho Chúa là sống như thế nào? Không phải làm mục sư mới là sống cho Chúa đâu quý vị. Đến tuần đến đây quét cái nhà hội cũng là hầu vì Chúa rồi, đúng không ạ? Chăm sóc, thăm viếng, mỗi người có cái ơn nào cứ làm cho Chúa ơn nấy, chứ không phải ai cũng giảng hết rồi ai nghe.
ai cũng đi truyền giáo hết rồi ai chăm sóc, ai cũng đi chăm sóc hết rồi ai đánh đàn, ai hát. Quý vị thấy ngày hôm nay chúng ta thờ phượng rất tốt không ạ? Tốt sao amen nhỏ xíu ạ? Quý vị, cái người hướng dẫn chương trình là quý vị cứ bắt nhịp hết cái chương bài này qua bài khác, mình hát trong sự tự do, nó đã làm sao á. Hai lúa dùng cái từ đã làm sao á. Quý vị, chứ không phải là cách này cách khác. Và khi chúng ta ở trong cái sự thờ phượng đó, quý vị biết điều gì xảy ra không ạ? Tâm linh chúng ta được tươi mới. Và lúc chúng ta sống cho Chúa đó là chúng ta thờ phượng Chúa. Và cái điều gì nữa, ở trong trận chiến thuộc linh, ma quỷ nó tháo chạy dài nếu nó đi theo quý vị vào đây. Quý vị hiểu chưa? Có hiểu chưa? Vì Kinh Thánh có chép rằng Chúa ở giữa đâu ạ? Chúng ta không cần cầu nguyện gì hết đó quý vị. Nếu chúng ta ngợi ca Chúa thật là hết lòng, quý vị, ma quỷ nó chịu không nổi. Vì sao ạ? Vì chúng ta làm cái việc của nó làm. Quý vị hiểu không? Nó từng là người thờ phượng Chúa đó, là dẫn đầu đó. Nhưng mà vì phản loạn nó thì bị đánh mất cái vị trí đó rồi. Chúng ta là người thay thế nó chịu nổi không? Nó vừa đau vừa tức. Và khi mà sự hiện diện của Chúa, quý vị ơi, nó chạy ra ngoài, có rớt dép nó cũng không dám dòm lại nữa. Amen các bạn. Amen các bạn. Quý vị, khi mà quý vị đau buồn nhất, khốn nạn nhất, dùng từ khốn nạn cho nó nghe nó phê đi ha, hoặc là nó bế tắc nhất á, quý vị đừng có làm gì hết á. Kiếm cái chỗ nào mà nó yên tĩnh á, khóc cho nó đã. Chúa cho phép khóc á, đúng không ạ? Chúa không khinh dễ gì lòng đau thương thống hối, đúng không? Chúa không khinh dễ đâu. Và lúc chúng ta quỳ xuống cho Chúa ơi, cái ông đó ăn hiếp con, khóc, cứ khóc đại đi. Chúa ơi, ngày mai con đi học rồi, chớ còn đồng bạc nào, cứ khóc đại đi. Chúa ơi, sao ngày cho con vợ nó như thế này, chịu không nổi, khóc đại đi. Quý vị thử coi, lúc đó là Chúa dễ đến mình nhất. Vì sao ạ? Vì sao tôi phát hiện điều này? Nếu Chúa không đến thêm sức, mình sẽ ngã. Quý vị hiểu không ạ? Quý vị có ai có con biết cái kinh nghiệm này? Tùy theo đứa, có những đứa nó nặng đòn, có đứa đụng tới là nó khóc cả ngày, nó nằm dạ đủ kiểu hết, nó nhát đòn. Quý vị là người nặng đòn hay nhát đòn? Chúa biết hết. Nhưng mà đừng có lầm bầm, có nghĩa mình chỉ là khóc với Chúa thôi. Chúa ơi, tại sao con sống cho Chúa mà người ta xem thường con? Tại sao con cứ mắc nợ hoài? Chúa sẽ cho quý vị biết thôi, chứ không phải lúc đó nhắm mắt rồi mở ra thấy cục bạc ở trước. Chúa sẽ tỏ chúng ta biết tại sao chúng ta cứ mắc nợ hoài. Quý vị tin không ạ? Quý vị có tin không ạ? Nhà tôi nói ngày 8 tháng 3 hoặc ngày gì liên quan tới phụ nữ nữ, ổng như pho tượng đá, ổng không có biết gì cái vụ mà gì kêu lãng mạn gì. Người ta lên Facebook, người ta quăng lên nào tặng hoa hay những cái lời nó đã làm sao đó. Chỉ ổng. Thấy không? Ổng kêu bạn gì? Khô như củi hay gì cái gì? Kêu bạn gì? Không có lãng mạn, kêu bạn gì á? Hả? Lãng xẹt hả? Quý vị ơi, cái cách tôi sống như thế này nè. Tôi yêu nhà tôi không có hành động như người ta đâu. Nhưng mà mỗi lần tôi ăn cái gì ngon nhất, lập tức tôi nghĩ đến vợ tôi. Tôi đi đến đâu chơi vui nhất, lập tức tôi nghĩ đến tại sao nhà mình không có bên mình để vui. Tất cả những điều gì mà tôi nói là quý nhất là tôi nhớ lên tại sao không có nhà mình bên cạnh. Còn ngoài ra nhìn tôi không có thể hiện gì đâu quý vị. Có những người thể hiện thì tốt, nhưng mà chất lượng phải tốt hơn nữa.
Có nhiều người có nghĩa là bề ngoài thì rất tốt, nhưng mà thật sự đời sống không có yêu nhau thật. Yêu nhau phải lo tưởng cho nhau. Đối với Chúa là gì ạ? Đối với Chúa là hầu việc Chúa và sống cho Chúa. Nếu chúng ta không có năng lực gì, chúng ta vẫn sống cho Chúa được. Có nghĩa là chúng ta làm sáng danh Chúa qua phẩm hạnh của chúng ta. Không cần gì hết quý vị. Còn người nào được Chúa kêu gọi thì chúng ta hầu việc Chúa rất là tuyệt vời. Mà không có năng lực gì tại Chúa, không phải mình. Đúng không ạ? Chúng ta không có tư gì. Chúa ban cho chúng ta. Là chúng ta không có ân tứ gì. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái người anh em mình có nhiều ân tứ hơn mình. Chúng ta không có ân tứ gì hết. Chúng ta hiểu một điều, Chúa muốn dùng chúng ta làm những cái việc khác đó quý vị. Đi làm việc lành, để phát cơm từ thiện, đâu cần ân tứ đâu. Amen, con hỏi thánh. Trở lại vấn đề, chúng ta yêu Chúa là phải có thái độ phục vụ Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Tất cả mọi điều chúng ta nghĩ đến Chúa hết. Rồi yêu ai nữa ạ? Yêu người lân cận nữa, đúng không? Có yêu người lân cận không? Trước hết nghĩ về vấn đề mà đối với tại sao chúng ta một lần nữa chúng ta phải sống cho Chúa. Thì chúng ta hãy nghĩ đến yêu người lân cận là yêu ai. Có người học Kinh Thánh yêu người lân cận là vợ với chồng là lân cận nhất, ngoài ra không yêu ai hết. Quý vị ơi, yêu người lân cận là những người gần gũi mình nhất là ưu tiên số một thôi. Cha, mẹ, vợ, chồng, con cái. Rồi gì nữa à? Tất cả những mối quan hệ khi được biết đến mình mà họ có nhu cầu giúp đỡ. Amen không? Amen. Yêu người lân cận, chúng ta không phải yêu bằng lời nói mà yêu bằng hành động quý vị. Yêu bằng hành động đó là gì ạ? À? Có là chúng ta giúp được cái gì mà chúng ta có ở trong tay. Có tiền giúp tiền. Còn vụ nhà lầu dẹp qua bên, không dám. Chúng ta có một cái điều kiện gì giúp đỡ một người khốn khó quý vị, rất là tuyệt vời. Tôi thí dụ như một chai nước này thôi. Ai tặng một chai nước quý vị, mừng không, đang khát? Quý lắm, cảm ơn. Nhưng mà cái người, chúng ta là cái người cầm chai nước để tặng người khác, thì lòng chúng ta tuyệt vời hơn. Chúng ta cầm một cái phong bì ai đó dâng cho mình, tạ ơn Chúa con rất cần. Vui không? Vui chứ. Nhưng mà cái trạng thái mà mình là cái người cầm phong bì để dâng cho ai đó, nó mới là tuyệt vời. Amen không ạ? À? Yêu Chúa phải hành động cho Chúa. Yêu con người lân cận phải hành động cho con người lân cận. Quý vị ơi, nhiều hôn nhân tan vỡ lắm. Nhiều gia đình không có hạnh phúc vì yêu nhưng mà không sống cho những cái gì mình yêu. Cái thái độ mà không có yêu, chúng ta lưu ý nè. Rồi chính tôi và quý ông bà anh chị em tra xét lại coi mình yêu người lân cận mình chưa. Yêu người lân cận có nghĩa là tất cả chúng ta tính từ gần đến xa, những người mà chúng ta sẽ có mối quan hệ, những người chúng ta sẽ gặp. Có nhiều gia đình không hạnh phúc vì sao ạ? Vì cứ mãi sống cho mình. Yêu người lân cận là sống cho người lân cận quý vị. Tôi nói thí dụ hai vợ chồng ai cũng muốn phần lợi của mình hết. Đó là ích kỷ. Hôn nhân đó không bao giờ được hạnh phúc và lâu bền. Bây giờ gặp rất là nhiều, nó so le như vậy là quý vị. Có những người có học thức, có những người học Kinh Thánh thì họ biết sống ban cho. Còn lại một bên kia thì không có tương tác. Giống như một bên thì bồi đắp, một bên bồi đắp, bên kia thì cho lỡ, cho sạc, đào dục ở đâu á. Quý vị thấy bây giờ là nan đề. Đúng không ạ? Hội thánh có amen với tôi không ạ? Cho nên hai người mới ổn quý vị. Hai người mới ổn. Có những người biết sống hôn nhân rất tốt, nhưng mà người kia không có
không có đáp ứng lại. Một người mà đèo bồng, một người mà cứ luôn luôn nghĩ là mình bị thiệt. Tôi đố quý vị đáp đủ á. Tin không quý vị, tin không? Tối ngày, tại sao anh không hiểu được cảm giác của em bây giờ là sao? À, cái người chồng mà hiểu, biết sống thì chán quá đi chỗ khác. Còn người mà cũng sống cái kiểu đó đó, còn em có biết cảm giác anh bây giờ là sao không? Em có biết là anh chán lắm không? Em có biết là anh mần từ sáng tới chiều tối không? Em có biết là tối ngày anh nhậu từ sáng tới chiều... lộn. Người đàn bà gào lên, anh có biết tâm trạng em không? Người đàn ông gào lên, quý vị biết gào điều gì không? Tranh thủ phần lợi cho mình. Như vậy họ có yêu không ạ? Không có yêu đâu quý vị. Chúng ta yêu ai thật đó, tôi nhắc lại, cái gì tốt nhất là mình nhớ tới người đó đó, tra xét kỹ lại đi, là mình yêu thật rồi đó. Kể cả vợ hay chồng hay người yêu hay là bạn hữu hay là con cái gì cũng vậy, hãy tra xét lại. Thật sự tôi gấp cái món mà ngon lên, mà cái món nào mà nhà tôi thích là không bao giờ tôi dám bỏ vô hồng đó. Vì tình yêu tôi không dám ăn thôi. Quý vị biết không, có những lúc tôi ngậm vô hồng rồi tôi còn phải nhả ra đó, chưa có nhai. Lúc đó bà cụ non đâu thấy đâu. Quý vị cứ thử sống bằng cái tình yêu thật đi quý vị. Cái đối tác của mình cho dầu nó chai cứng, cho dầu ích kỷ như thế nào, nhưng bởi tình yêu của Chúa, người đó sẽ được biến đổi. Quý vị biết Chúa Giêsu đến vì yêu thế gian, đúng không ạ? Vì yêu thế gian, Ngài nói bằng cái miệng hay là Ngài hành động ạ? Vì yêu thế gian, Ngài đã bị người ta phun nước miếng vào mặt, đúng không ạ? Ngài bị người ta nói là bị điên, đúng không ạ? Ngài bị người ta nói rằng là tà ma gì đó, dùng thuật của tà ma làm qua mắt người đời, đúng không ạ? Ngài bị đóng đinh, đúng không ạ? Máu đổ ra đến giọt máu cuối cùng. Mà quý vị biết không, lúc mà chuẩn bị Chúa Giêsu lên thập tự giá đó, Chúa biết hết cái niềm đau của mình. Chúa nói rằng, cha ơi, có thể cất chén này ra khỏi con không? Nhưng ý theo ý cha chứ không phải ý con. Đó là Ngài yêu chúng ta, Ngài hành động theo tình yêu. Chúng ta cũng vậy quý vị. Chúng ta yêu Chúa, chúng ta phải hành động theo cái gì mà chúng ta yêu. Chúng ta yêu người lân cận mình, chúng ta đừng có nói bằng miệng không. Chúng ta hãy yêu thương thật họ đi. Và chính tình yêu của Chúa làm cho chúng ta đắc thắng tới ngày hôm nay. Amen không ạ? Amen không ạ? Quý vị biết khi mà lên thập tự giá rồi, Chúa còn phải trải ra cái thách thức nữa quý vị. Nếu ngươi là con của Đức Chúa Trời thì hãy làm gì ạ? Xuống khỏi cây thập tự giá đi. Gặp Phụng, ồ chuyện nhỏ, mày xem tao nè, diêu bay khỏi cây thập tự giá. Điều gì xảy ra? Chúng ta không một người được cứu. Amen con hỏi thánh. Cho nên Chúa Ngài yêu những người thuộc về Ngài thì Ngài yêu cho đến cuối cùng. Cũng vậy, chúng ta yêu Chúa, chúng ta phải sống ở cho Chúa. Và chúng ta yêu những người lân cận, tôi nhắc lại, chúng ta phải sống cho những người lân cận mình. Tại sao dùng từ lân cận? Vì mỗi lần nhắc đến mối quan hệ nó đông lắm. Chẳng lẽ mình nói một câu, bây giờ mình yêu cha, yêu mẹ, yêu con, yêu vợ, yêu chồng, yêu những người mình sẽ gặp cần giúp đỡ thì nó lâu lắm. Dùng cái từ người lân cận là hiểu rồi đó. Yêu mình phải hành động. Quý vị sẽ thấy cục diện thay đổi hoàn toàn. Bây giờ làm sao để yêu được đây? Quý vị biết không? Cái trạng thái khó chịu nhất là cái người đó đang chọc mình ghét mà mình phải yêu. Quý vị có bị vậy không? Đang ghét cái thằng hàng xóm, đang ghét cái người nào trong nhà, đang ghét nhân sự nào đì mình hoặc là tỉa sữa mình, đi đến học cái bài yêu về, nó sao sao đó. Chú ơi, con nuốt không trôi. Quý vị biết không? Cái gì con nuốt cũng trôi mà yêu cái ông đó con nuốt không nổi. Quý vị biết tại sao chúng ta phải yêu không?
Roma đoạn 14 câu 7 đến câu 9. Roma đoạn 14 câu 7 đến câu 9. Ai đó đọc. Amen. Amen không ạ? Và chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống nữa. Tại sao quý vị? Thật sự ra chúng ta không còn nữa. Từ khi chúng ta phạm tội rồi thì chúng ta đã bán quyền cái đời sống mình cho ma quỷ rồi. Còn linh hồn chúng ta phải xuống quả ngục. Nhưng mà vì yêu Chúa đã đến thế gian, Ngài chết thay cho chúng ta. Tất cả tội ô Ngài gánh trên vai Ngài, và Ngài đã thay tội chúng ta trên thập tự giá. Cho nên bây giờ chúng ta còn hiện hữu trên đất này không thuộc về chúng ta nữa. Vì trước kia Chúa chưa cứu chuộc chúng ta, chúng ta thuộc về ma quỷ và sự chết. Bây giờ Chúa đã cứu chuộc bởi mạng sống của Ngài. Ngài chuộc chúng ta rồi, cho nên chúng ta phải yêu Ngài và chúng ta sống cho Ngài. Quý vị hiểu không ạ? Có hiểu không ạ? Có hiểu không ạ? Cái mục đích chúng ta sống cho Ngài vì cớ Ngài đã chuộc chúng ta ra khỏi quả ngục. Xứng đáng không quý vị? Có xứng đáng không ạ? Quý vị, ví dụ chúng ta ở trong một cái xã hội này, ở trên một thế giới này, chúng ta giàu có thì cũng mừng. Nhưng mà lưu ý nè, khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời mà chúng ta chưa có được ơn cứu chuộc thì cái điều khủng khiếp nhất là phải ở quả ngục đời đời. Tài sản không làm gì hết. Kinh Thánh cho chúng ta biết tài sản không cứu chuộc chúng ta ngày cuối cùng. Hoặc chúng ta sống ở trên thế gian này, chúng ta thiếu thốn cái gì đó, chưa có nhà, chưa có xe, chưa có nghề, kể cả chưa có người yêu nữa, không sao cả. Vì mọi sự rồi nó sẽ qua đi. Nhưng mà chúng ta nhận lấy ơn cứu chuộc của Chúa rồi, chúng ta sẽ được đời đời ở thiên đàng. Đó là cùng đích, đó là tột đỉnh, đó là một niềm tin mà chúng ta nắm vững. Nếu chúng ta không tin điều này thì chúng ta sẽ không bao giờ có đức tin mạnh mẽ và sống cho Chúa hết. Amen không hỏi thánh? Chúng ta chuẩn bị kết thúc. Tôi xin tóm lại vài điều rồi chúng ta sẽ đứng lên và cầu nguyện. Nếu được thì ai đó hát bản Vì Yêu thì nó quá tuyệt. Tại sao chúng ta yêu Chúa? Bây giờ quý vị nhớ chưa? Vì Chúa Ngài đã yêu chúng ta trước. Chúa yêu chúng ta từ lúc nào? Từ lúc chúng ta còn phạm tội. Bây giờ chúng ta yêu Chúa, vì Chúa yêu chúng ta, Chúa hành động đó là chết thay cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta yêu Chúa, chúng ta hầu việc Chúa. Chúa dạy chúng ta phải yêu người lân cận. Và chúng ta sống xứng đáng những gì mà chúng ta yêu người đó. Yêu người lân cận là chúng ta giúp đỡ người lân cận. Và chúng ta sống cho người lân cận chứ đừng sống cho mình nữa. Và chính chúng ta sống như thế đó, Chúa không bao giờ để chúng ta ở đằng đuôi hết. Ngài luôn đặt chúng ta ở đằng đầu. Chúa không bao giờ để chúng ta thiếu thốn hết, để chúng ta tiếp tục gieo ra. Vì Kinh Thánh có chép rằng Chúa phát hạt giống cho kẻ gieo ra. Amen không ạ? Khi mà chúng ta gieo tiền gieo bạc thì Chúa sẽ cấp hạt giống, đó là tiền bạc, để chúng ta có cơ hội gieo ra. Vì chúng ta là người thích gieo mà Chúa không cấp hạt giống, lấy gì gieo? Quý vị hiểu chưa? Hiểu cái nguyên tắc đó, tôi nói nhỏ cho quý vị nghe. Quý vị muốn là người gieo giống hay là muốn người nhận giống?
phải là người gieo để Chúa chu cấp hạt giống. Amen con hội thánh. Và khi quý vị gieo tình yêu thương ra thì chính Chúa sẽ ban tình yêu thương. Mà tình yêu thương của Chúa là đặc biệt lắm. Tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương vô điều kiện, đầy năng quyền của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta mặc lấy tình yêu thương, chúng ta gieo bằng tình yêu thương của Chúa, thì đời sống ta luôn sung mãn và đầy bình an và vui mừng. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn quý vị đã theo dõi bài học này. Và chúng ta đứng lên để cầu nguyện tạ ơn Chúa.